ra mắt tân binh xe côn tay giá siêu rẻ 27,8 triệu đồng, thiết kế lấn át Honda Winner X và Yamaha Exciter. TVS vừa tung ra một biến thể mới của dòng xe Raider 125. Nó được gọi là Super Squad Edition. Mẫu xe này giờ đây được sơn hai màu sơn mới lấy cảm hứng từ loạt phim McVen, Black Panther và Iron Man. TVS đã định giá Raider 125 Super Squad Edition ở mức 98.919 RS, khoảng 27,8 triệu đồng. Mẫu xe côn tay 125cc vừa ra mắt sở hữu thiết kế cực ấn tượng khiến các đàn anh như Honda Winner X và Yamaha Exciter cũng phải dè chừng. Ngoài màu sắc mới ấn tượng hơn, không có thay đổi nào về thiết kế, tính năng hoặc động cơ trên xe. Vì vậy, xe vẫn dùng đèn pha LED, tiếp theo là bình xăng cơ bắp nhưng mỏng và thiết lập ghế chia đôi. Ngay cả phục trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau cũng không thay đổi. Raider 125 Super Squad Edition được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang chống phía sau gắn trên bánh xe hợp kim 17 inch được bọc trong lốp 80-100 phía trước và 190 phía sau. Về mặt tính năng, Raider Super Squad được trang bị đèn LED chiếu sáng và bảng điều khiển thiết bị kỹ thuật số hoàn toàn không có kết nối Bluetooth. Màn hình này hiển thị đồng hồ tốc độ, đồng hồ đo quãng đường, chỉ báo mức nhiên liệu và chỉ báo vị trí hộp số. Về sức mạnh, Raider 125 Racing Special Edition 2024 được trang bị khối động cơ xi lanh đơn dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 12,73 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 11,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Xe được chuyển động bởi hộp số 5 cấp kết hợp côn tay.